Ngọc Trinh lại gây chú ý với dáng nồi hồn nhiên hết cỡ khi ăn quán vỉa hè. Nữ hoàng nội y có sở thích đặc biệt đối với các món ăn vỉa hè, lề đường. Và về những dáng nồi ăn độc thì Ngọc Trinh sở hữu cả bộ sưu tập có 102. Trên thảm đỏ, Ngọc Trinh luôn là một nữ hoàng được tung hô săn đón, nhưng ở đời thường cô lại vô cùng giản dị và gần gũi. Về ăn uống thì nữ hoàng nội y có sở thích đặc biệt với những món ăn ở vỉa hè, lề đường. Người đẹp thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn cùng bạn bè hồn nhiên trong những dáng ngồi độc nhất vô nhị. Mới đây thì Ngọc Trinh đăng tải loạt ảnh đi ăn hải sản vỉa hè cùng với trợ lý và một vài người bạn. Trong đó cư dân mạng lại tiếp tục được một phen trầm trồ trước dáng ngồi kinh điển của cô. Mặc bộ váy trắng hở vai gợi cảm, Ngọc Trinh ăn uống vô tư và không ngần ngại đăng ảnh lên trang cá nhân. Những hình ảnh này khiến cho người đẹp được fan yêu mến bởi sự giản dị và gần gũi.